Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Theo thống kê của Bộ Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm 2024, có 1.338 cán bộ công chức viên chức bị kỷ luật, trong đó có 139 cán bộ, 432 công chức, 767 viên chức. Bộ Nội vụ cho biết tiếp tục tham mưu chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, thực hiện nghiêm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước về xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức, kể cả đã nghỉ việc, nghỉ hưu, để mạnh các giải pháp nhằm thực hiện quy định của đảng về kịp thời thay thế, đình chỉ công tác với cán bộ cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng nhiệm vụ được giao. Chiều ngày 8 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Dương Đình Luyện, 39 tuổi, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Luyện là nghi phạm dùng dao sát hại hai mẹ con bà Lê Thị Hát, 60 tuổi, trú tại khu dân cư Tường, phường Văn An, thành phố Chí Linh, và chị Trần Thị N.A, 31 tuổi, vợ cũ của Luyện, con gái bà Hát. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đang di lý Luyện về địa phương để thực hiện công tác điều tra. Trước đó vào ngày 23 tháng 6, Dương Đình Luyện điều khiển xe ô tô bán tải màu xanh đến nhà bà Lê Thị Hát. Tại đây, Luyện dùng hung khí đâm bà Hát và chị Trần Thị N.A sau đó luyện điều khiển xe ô tô bỏ trốn. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hoàng Su Phi, Hà Giang cho biết, mưa lũ từ tối ngày 7 tháng 7 đến ngày 8 tháng 7 trên địa bàn đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Theo thống kê ban đầu, có một thiếu niên 13 tuổi bị thiệt mạng, đất đá sạt lở khiến 14 căn nhà bị ảnh hưởng. Trong đó, thị trấn Vinh Quang hai nhà, Bờ Ly Ngài một nhà, Thanh Chu Pin một nhà, Tân Tiến một nhà, Bản Máy hai nhà, Tung Sán một nhà, Bố Lô hai nhà, Nam Sơn một nhà, Bản Nhung hai nhà, Tà Sử Chóng một nhà bị sập hoàn toàn. Nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn huyện bị vùi lấp, một số tuyến đường bị sạt lở, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét khi thời tiết tiếp tục có mưa. Sáng ngày 8 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quê Răng, huyện Cư Mơ tỉnh Đắk Lắc cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra trường hợp bị nước cuốn trôi dẫn đến thiệt mạng. Nạn nhân trong vụ việc là chủ tịch hội nông dân xã Cua Đăng. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 7 tháng 7, nạn nhân cùng chồng đi làm rẫy về đến đoạn cổng trào Buôn A Rinh thì bị nước cuốn trôi. Cụ thể, nước từ phía lô cao su dồn về nhanh khiến nạn nhân bị cuốn vào cống thu nước. Chồng nạn nhân đã cố gắng kéo ra nhưng nước chảy xiết nên bất lực. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phối hợp với người dân tìm kiếm nạn nhân và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Sở Y tế tỉnh Bắc Giang cho biết, vừa phát hiện một trường hợp bị mắc bệnh bạch hầu là một cô gái 18 tuổi làm việc tại cơ sở karaoke vừa về quê thì tốt nghiệp. Trước đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bắc Giang nhận được thông tin từ CDC tỉnh Nghệ An về trường hợp bệnh nhân tử vong do bệnh bạch hầu tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xác định có hai trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh ở huyện Kỳ Sơn đang tạm trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, đó là Mong Thị B và Mong Thị S cùng sinh năm 2006, trú tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn. Ngay sau khi nhận được thông báo, CDC Bắc Giang phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa tiến hành giám sát điều tra các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm. Bước đầu cơ quan chuyên môn xác định, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6, B và S về quê thi tốt nghiệp trung học phổ thông và ở cùng phòng với hai ca bệnh tử vong. Đến ngày 1 tháng 7, cả hai bắt xe từ huyện Kỳ Sơn về huyện Hiệp Hòa làm việc tại cơ sở karaoke quán lá, thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh. Đến ngày mùng 5 tháng 7, khi biết thông tin bạn cùng phòng tử vong do bệnh bạch hầu, đồng thời có biểu hiện đau họng, cả hai chủ động giao hiệu thuốc mua kháng sinh uống, qua lấy mẫu xét nghiệm. Chiều ngày mùng 7 tháng 7, cơ quan chuyên môn xác định B bị dương tính với bệnh bạch hầu, được chuyển ra bệnh viện các bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 điều trị. Hiện S và các trường hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh, cơ quan chuyên môn huyện Hiệp Hòa tiến hành thu dung và đưa vào khu vực cách ly. Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm trùng cấp tính ở cổ họng và đường hô hấp trên mũi, xoang cạnh mũi, đường mũi và hầu họng do vi khuẩn gây ra. Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng lây lan mạnh qua đường hô hấp và gây bùng phát thành dịch. Bệnh này được xếp vào nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm vì có tỷ lệ tử vong cao. Người nhiễm bệnh có thể tử vong trong vòng 6 đến 10 ngày nếu không được điều trị kịp thời.